Quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi câu chuyện thời sự do Thi Nga thực hiện. Kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, cả ngàn công nhân Mỹ đang mừng rỡ nghe tin là mình không bị mất việc. Thật là tin vui với họ trong mùa lễ tạ ơn này. Xin cảm ơn Thượng Đế trên cao, gần hơn thì cảm ơn ông Donald Trump đã giữ được nồi cơm, giữ được ổ bánh mì cho gia đình họ. Ông thương lượng có kết quả với Carrier để công ty này không chuyển việc làm sang Mexico. Carrier Corp là một công ty tại Indianapolis chuyên sản xuất máy điều hòa không khí. Hôm thứ Ba vừa rồi, sau khi tới Trump Tower đúc kết thương thảo với Tổng thống đắc cử Donald Trump, giới chức Carrier thông báo cho hay đã thỏa thuận với ông để giữ lại ở Indiana, càng ngàn việc làm, gồm phần lớn là trong ngành sản xuất, cũng có các kỹ sư và nhân viên hành tránh. Qua Twitter, ông Trump xác nhận cuộc họp dẫn đến thỏa thuận đó và cho hay thứ năm là hôm nay, ông với vị phó là Mike Pence đến Indianapolis để cùng với giới chức công ty Carrier chính thức loan báo tin ấy. Ông Pence vốn là thống đốc tiểu bang Indiana đạt nhiều thành quả tại đó nên được ông Trump chọn đứng trong liên danh tranh cử. Và rồi, như quý vị cũng đã biết, ông Mike Pence trở nên phó tổng thống đắc cử. Công ty Carrier ở tiểu bang nhà mà ông Pence vốn là thống đốc được nể trọng, dẫn đến kết quả thương thảo tốt đẹp. Đây cũng là thắng lợi to lớn cho ông Trump vì thực hiện được lời cam kết trong cuộc vận động tranh cử là sẽ không để các công ty đưa việc làm ra nước ngoài cam kết giữ việc làm trong nước và đưa trở về Mỹ những việc làm đã bị chuyển ra nước ngoài hay tạo ra các việc mới là điều khiến ông Trump được giới công nhân, nhất là trong ngành sản xuất, ủng hộ và dồn phiếu cho ông. Ngay như tại Michigan là tiểu bang mà trước kia luôn bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, thì tình hình việc làm đã khiến giới lao động ở đó quay sang ủng hộ chính sách của ông Trump. Riêng với công nhân Carrier, thì khi ông đến Indiana tranh cử hồi tháng 5, ông phát biểu là có thể bảo đảm 100% là công ty này sẽ không chuyển việc làm ra nước ngoài một khi ông đắc cử. Hôm Thanksgiving, tuy là đi nghỉ lễ với gia đình, nhưng ông Trump vẫn xúc tiến cuộc thương lượng với công ty Carrier. Cơ xưởng của Carrier tại Indianapolis có 1.400 công nhân. Tháng 2 năm nay, Carrier cho biết sẽ đóng cửa xưởng này

cũng vào tháng 2, công ty anh em với Carrier là United Technologies Electronics Controls, gọi tắt là UTech, loan báo dự tính chuyển hoạt động sản xuất của xưởng tại thành phố Huntington sang Mexico để bớt đi 65 triệu đô la mỗi năm tiền lương nhân viên. Utech và Carrier phải trả lương cho công nhân tại Indiana trung bình 34 đô la một giờ cộng với benefit tức là quyền lợi nhân viên. Chuyển việc sang Mexico thì nhân công ở đó lãnh có 6 đô la một giờ. Về vấn đề này, ông Pence đã bàn thảo với các nhà lập pháp việc cải cách thuế với khoản giúp đỡ ngành sản xuất. Tin cho hay là Carrier sẽ được bớt 7 triệu tiền thuế mỗi năm trong 10 năm tới. CNBC là đài đầu tiên loan tin kể trên. Nói thêm là Carrier cùng với công ty mẹ là United Technologies quyết định như vậy vì muốn giữ thiện cảm với chính quyền mới. Với lại United Technologies Corp cũng đang có các hợp đồng sản xuất thiết bị quân sự. Như vậy là chỉ 3 tuần sau khi đắc cử, không đợi tới ngày nhậm chức, ông Trump đã thực hiện được một trong các cam kết chính của ông với cử tri là phải giữ lại việc làm cho công dân Mỹ những người ủng hộ ông cho rằng trump effect hiệu ứng trump có thể giữ được việc làm trong ngành sản xuất không bị lấy đưa sang mexico trung quốc nói chung là qua các nước mà nhân công rẻ thuế thấp và quy luật lỏng lẻo phát ngôn viên jason miller trong ban trump transition cho hay là vài công ty nữa cũng đang thương lượng chủ tịch hãng ford sản xuất xe hơi đã có nói với ông trump là hãng này muốn hợp tác với tân chính quyền nên sẽ không đưa việc chế tạo xe hiệu Lincoln tại Kentucky sang Mexico. Tuần trước thì ông Trump cho hay có nói chuyện với ông Tim Cook, CEO của Apple về việc xây dựng một cơ sở mới ở Mỹ thay vì tại các nước khác như Việt Nam, Trung Quốc. Ông Bill Gates, CEO của Microsoft cũng gọi đến, tuy nhiên ông Trump không cho biết chi tiết cuộc điện thoại này một số công nhân carrier vui mừng nói lên lời cảm ơn ông trump đã làm việc cả trong ngày lễ xúc tiến tranh đấu cho giới lao động mỹ họ mong có dịp được bắt tay ông trump ông pence thì đây thank you tour victory tour hai ông tuy rất bận với tiến trình lựa chọn nhân tài cho chính phủ mới nhưng đã dành thời giờ đến indianapolis chiều nay kế tiếp trong chuyến đi mừng chiến thắng họ đến ohio và dự định tới Pennsylvania, Florida, North Carolina và Michigan là các tiểu bang đem lại thắng cử để cảm ơn dân chúng đã nhiệt tình ủng hộ. đến đây thì nga xin tạm biệt và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào kỳ tới. đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. thông báo về đôi đũa thần kỳ ở số 6521 Arlington Boulevard, Post Talks, Virginia, VA 22042, USA. Thứ Bảy ngày 10 và Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2016. Thời gian hội thảo từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trân trọng, kính mời. Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CDA, trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Samsung, LG, Sony, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Luraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishing, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là sáng tạo và kỹ thuật ngày nay trao tặng, và Best of Show, tức là sản phẩm độc đáo nhất do Hiệp hội Residential Systems trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Luraco. Một lần nữa, ghế massage Loraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ghế massage Loraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế massage Loraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường đại học Weber tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc 800 483 9930 800 483 9930. Tư vấn và ghi danh chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare miễn phí. Bà ơi, sắp tới sở làm tôi không cho bảo hiểm sức khỏe nữa. Tôi lo cho bà và mấy đứa nhỏ quá. Tôi nghe nói BPSOS giúp ghi danh bảo hiểm Obamacare. Yeah. Để mai mình gọi họ coi sao. BPSOS nhận được tài trợ từ Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid của Chính phủ Hoa Kỳ giúp người dân ở Virginia tìm hiểu và ghi danh bảo hiểm sức khỏe Obamacare và Medicaid cho trẻ em. Các nhân viên của BPSOS đã được chính phủ đào tạo và cấp chứng chỉ, người dẫn đường để giúp người dân chọn lựa bảo hiểm sức khỏe thích hợp cho mình và nhận trợ cấp từ sở thuế để được trợ giúp trực tiếp hoặc giải pháp thắc mắc. Xin vui lòng gọi BPSOS ở Fortress, Virginia. 703 538 2190 703 538 2190 nước cốt phở Mamala Kitchen là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị của tủy bò và xương ống, nguyên chất thơm ngon không chất bảo quản. Chỉ cần nửa lông nước sôi cho một gói nước cốt phở là gia đình mình sẽ có ngay 6 tô phở tuyệt hảo. Mamala Kitchen thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng. Còn chân chơi gì nữa hãy tìm ngay nước cốt phở Mamala Kitchen trong các chợ người Việt tại Houston. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sản phẩm đầu tiên độc quyền có mặt trên thị trường Mỹ và đã được USDA chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mamala Kitchen không chỉ có nước cốt phở mà còn có chả giò thịt heo đặc biệt thơm ngon tiện lợi không có sản phẩm nào so sánh kịp. Mamala Kitchen quá ngon quá tiện quá đã. Năm mới sắp đến, năm mới sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ phục vụ quý khách từ A đến Z. Vườn mai vàng Florida chuyên cung cấp cây ăn trái và cây kiển bonsai, đặc biệt nhất là mai vàng đã sẵn sàng để đón mừng xuân mới. Chỉ 30 đồng trở lên là quý khách có một cây mai, trưng trong ngày Tết hoặc khai trương cửa tiệm. Xin quý khách vào trang nhà mai vàng florida com hoặc gọi số 941-301-9251 chín bốn một vườn mai vàng Florida xin trân trọng kính mời